Hầu hết bữa ăn học đường của trẻ tiểu học và trung học cơ sở hiện nay chưa có các danh mục vi chất dinh dưỡng thiết yếu theo từng nhóm tuổi. Các món ăn đưa vào trường học chủ yếu mang tính cảm tính và chưa dựa trên các cơ sở khoa học dinh dưỡng. Đó là những nhận định được các nhà khoa học, chuyên gia y tế báo cáo tại Hội thảo khoa học cải thiện tình trạng dinh dưỡng thông qua bữa ăn học đường của trẻ em, do Viện Y học Ứng dụng Việt Nam phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hương Việt Sinh tổ chức vào ngày 1 tháng 8 vừa qua. Tại hội thảo, các báo cáo viên đã chỉ ra các nguyên nhân quan trọng gây suy dinh dưỡng ở trẻ em học đường, bao gồm cả nhóm trẻ thiếu và nhóm trẻ thừa dinh dưỡng, là do ăn uống không hợp lý. Trẻ ở độ tuổi từ 6 tới 11 tuổi không đạt được nhu cầu khuyến nghị về chất đạm, sắt, vitamin A, vitamin B và vitamin C. Trẻ mầm non nói chung chỉ đạt 2/3 nhu cầu khuyến nghị. Thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn còn phổ biến ở cả trẻ em khu vực nông thôn và thành phố, đặc biệt là thiếu canxi, sắt, kẽm và vitamin A. Cùng với thói quen ăn uống không hợp lý, suy dinh dưỡng thấp còi và thiếu vi chất dinh dưỡng đã ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ gia tăng tăng trưởng của người Việt Nam. Trước đây thì chúng tôi chưa có bộ thực đơn của viện nghiên cứu, thì chúng tôi cũng gặp có những cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là công ty chúng tôi thì cũng có tham khảo những cái tài liệu về bên dinh dưỡng và cũng có bộ phận chuyên nghiên cứu về cái thực đơn và cũng có cái sự phối hợp với nhà trường theo cái khẩu phần ăn của các con học sinh. Tuy nhiên thì như vậy thì nó cũng chưa được hợp lý lắm và chúng tôi cũng chưa có cái căn cứ nhiều có thể trùng lập. Ví dụ nhà trường các con học sinh thì thích ăn rán, nhưng chúng tôi cũng có xin phép điều chỉnh, nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái theo khẩu vị của các con thì các con lại không thích sử dụng, không thích ăn những cái món ăn đó. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng phải tìm đến các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học để hỗ trợ chúng tôi về cái mảng xây dựng thực đơn khoa học dinh dưỡng. Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là một trong 6 mục tiêu quan trọng của chiến lược quốc gia dinh dưỡng từ năm 2011 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Để giải quyết tình trạng này, tại hội thảo, Viện Y học Ứng dụng đã công bố nghiên cứu bộ thực đơn tiêu chuẩn theo mùa hè thu và đông xuân cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ khoáng chất và vitamin quan trọng liên quan đến tăng trưởng chiều cao ở trẻ em và đảm bảo tiêu thụ đa dạng thực phẩm thông dụng của Việt Nam. Bộ thực đơn tiêu chuẩn lựa chọn thực phẩm dựa trên giá trị dinh dưỡng của từng thành phần sinh năng lượng. Công bố này kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi trong chiều cao, sức khỏe của trẻ em, song vẫn đảm bảo sự thích nghi và khẩu vị của trẻ trong từng bữa ăn tại học đường. Cái bữa ăn học đường ấy là cái thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay đưa ra, coi là một cái thông điệp rất là quan trọng, là hãy chú ý tập trung cho trẻ em ở bữa ăn học đường để mà có thể cải thiện được cả những vấn đề về sức khỏe, cả những vấn đề về bình đẳng giới, cả những vấn đề về chống đói nghèo. Trước kia chúng ta đã có những cái quy chuẩn và chúng ta đưa ra hướng dẫn, nhưng các hướng dẫn và các quy chuẩn của chúng ta vẫn đang dừng ở mức chung chung. Chúng ta sẽ đi từ thực phẩm và chúng ta sau đấy chúng ta mới tính toán là vậy cái thực phẩm này nó cung cấp khoảng bao nhiêu so với nhu cầu. Ở cái thực đơn này là chúng tôi đi sẽ khác. Thứ nhất là đầu tiên là chúng ta đặt cái mục tiêu nó là gì. Cái mục tiêu ở đây ấy, là chúng tôi sẽ lựa chọn thứ nhất là nó đảm bảo được cái nhu cầu năng lượng. Nhưng cái điểm thứ hai rất là quan trọng là cái thực đơn này được xây dựng dựa trên các thực phẩm với những cái ưu thế về các vi chất dinh dưỡng. Và những cái vi chất này nó liên quan đến tăng trưởng chiều cao của trẻ em. Và chúng tôi kỳ vọng là cái thực phẩm này nó sẽ giúp cho trẻ em tăng trưởng chiều cao tốt hơn. Sau khi hội thảo kết thúc, bộ thực đơn cải thiện dinh dưỡng cho trẻ tiểu học và trung học cơ sở sẽ được triển khai tại hơn 50 trường tiểu học và trung học. Bên cạnh đó, hội thảo cũng xây dựng giải pháp hạn chế tình trạng gánh nặng kép cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em miền núi, dựa trên các khuyến nghị của các đại biểu, các nhà khoa học tham gia. Theo đó, cần có các can thiệp ưu tiên và giải pháp đặc thù cho từng vùng để giải quyết gánh nặng kép về dinh dưỡng, phòng chống thấp còi, thừa cân béo phì và thiếu vi chất dinh dưỡng, đảm bảo chế độ ăn của trẻ tiểu học và trung học cơ sở phong phú, đa dạng, cân đối, giàu dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều đường, muối, hình thành các thói quen ăn uống tốt và tăng cường tập luyện thể dục thể thao ngay trong giai đoạn này.